Nếu như thế là, đây là đội bóng nắm giữ số lần vô địch nhiều nhất AFF Cup với 5 lần, xếp sau là Singapore với 4 lần, thì Việt Nam cũng có cho mình 2 lần được khắc tên vào ngôi địch của những nhà vua Đông Nam Á. Việt Nam đang chờ đợi rất nhiều vào kỳ AFF Cup sắp tới, nơi mà chúng ta đang là nữ kim vô địch và sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ thành công danh hiệu đó để có lần thứ 3 vô địch trong lịch sử. Tuy nhiên, để có được những thành tựu như ngày hôm nay, chúng ta hãy nhớ lại một chút về thời điểm trước năm 2008. Thời điểm mà bóng đá Việt Nam dù sản sinh rất nhiều thế hệ cầu thủ hay và tài năng, nhưng không thể một lần lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Phải cho đến khi lứa thế hệ cầu thủ của những Minh Phương, Công Vinh, Tài Em, Phước Tứ, Vũ Phong hay Dương Hồng Sơn xuất hiện, họ đã mang về chiếc cúp lịch sử cho bóng đá Việt Nam sau rất nhiều năm chờ đợi. Cũng nhờ vào chiến công này mà lịch sử bóng đá nước nhà cũng mở sang một giai đoạn mới, nơi mà chúng ta dần khẳng định được vị thế đội bóng số 1 Đông Nam Á. Vậy thì sau 13 năm, lứa cầu thủ vàng ngày đó đã giúp chúng ta lên ngôi vô địch năm 2008 giờ ra sao? Huấn luyện viên Harry Calisto. Trong chiến tích lừng lẫy của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2008, thì vị phù thủy Bồ Đào Nha Calisto là người xứng đáng được vinh danh đầu tiên với những công lao không biết mệt mỏi của ông. Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, Calisto tiếp tục dẫn dắt thêm nhiều đội bóng nữa, và sau gần 33 năm bôn ba với sự nghiệp bóng đá, từ năm 1980 đến năm 2013, Calisto cũng đã quyết định dừng chân để nghỉ ngơi. Công việc chính của ông sau này là khách mời bình luận bóng đá và cố vấn công ty thể thao của Thiago. Theo tìm hiểu, Calisto vẫn nhận được lời mời làm việc ở Trung Quốc và Nhật Bản, nhưng do ảnh hưởng từ đại dịch, ông buộc phải gác lại nghiệp cầm sa bàn của mình từ đó. Trong thời gian qua, Calisto còn cân nhắc về Việt Nam dẫn dắt câu lạc bộ Hải Phòng. Vì nhiều lý do khách quan, ông đã không nhận lời. Trước đó, học trò cũ Lê Công Vinh tính mời ông về làm cố vấn. Hiện tại, Harry Calisto quyết định chọn một công việc ở quê nhà Bồ Đào Nha trên phần còn lại của sự nghiệp thể thao. Vị huấn luyện viên đưa Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 sẽ có một thử thách mới trên cương vị là quản lý trung tâm thể dục thể thao từ ngày 20 tháng 10 năm 2021. Trung tâm này nằm ở ngoại ô thành phố Porto, ở huyện Matosinhos, nơi mà Calisto đã sinh ra và lớn lên. Thủ thành Dương Hồng Sơn. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Hồng Sơn là người đóng vai trò quan trọng trong chiếc vô địch lịch sử năm 2008 với những pha cản phá xuất thần. Cũng tại giải đấu năm đó, anh được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Màn trình diễn của thủ môn người Nghệ An tại giải đấu khu vực là hoàn toàn thuyết phục. Dương Hồng Sơn cũng được bầu chọn là quả bóng vàng Việt Nam 2008 và lọt vào top 10 thủ môn hay nhất châu Á. Đầu năm 2016, mặc dù hợp đồng giữa Hồng Sơn và Hà Nội T&T vẫn còn một năm nữa mới đáo hạn, tuy nhiên sau một thời gian cân nhắc, thủ thành sinh năm 82 quyết định giải nghệ để đảm đương cương vị huấn luyện viên thủ môn tại đội U19 Hà Nội. Hiện nay, Dương Hồng Sơn đang đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Quảng Nam. Trung vệ Vũ Như Thành. Tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2008, Như Thành được góp mặt trong tất cả các trận đấu của đội tuyển, đồng thời cũng là người giữ vai trò chủ đạo ở hàng phòng ngự. Sự nghiệp của Như Thành trải qua rất nhiều thăng trầm và sóng gió. Sở hữu tài năng của một trung vệ hàng đầu, nên không khó hiểu khi Thành là một trong những cái tên được săn đón nhiều nhất tại V-League. Tuy nhiên, cầu thủ người Nam Định lại không giữ được mình trước những cám dỗ và có thời điểm vướng vào cảnh nợ nần chồng chất. Sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao, hiện tại Như Thành đang công tác là huấn luyện viên. Anh từng dẫn dắt đội bóng Nhi Đồng Star Football tại giải Nhi Đồng Toàn quốc 2018. Hiện nay, Như Thành đang làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Phú Thọ. Trung vệ Lê Phước Tứ. Nhờ lối chơi mạnh mẽ và quyết đoán, Phước Tứ kết hợp cùng với Như Thành tạo nên một cặp trung vệ vững chắc trước mặt của Hồng Sơn, làm tiền đề để Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Sau giải đấu năm đó, Phước Tứ lang bạc đến Thanh Hóa, xi măng xuống thành Sài Gòn, Quảng Nam, Ninh Bình trước khi giải nghệ tại BKMX Bình Dương vào năm 2017. Hiện tại, Phước Tứ đang làm phó tướng của huấn luyện viên Huỳnh Hiền Vinh trong thành phần ban huấn luyện câu lạc bộ Phố Hiến. Hậu vệ cánh Đoàn Việt Cường. Đoàn Việt Cường có một sự nghiệp vô cùng trắc trở. Anh nổi tiếng về thể lực và sức bền đáng kinh ngạc, và tài năng đã giúp cho Việt Cường có màn thể hiện tuyệt vời vào năm 2008 cùng với đội tuyển. Thế nhưng, khi đã có mọi thứ trong tay, tiền bạc, địa vị, danh vọng, Việt Cường bỗng mất thăng bằng và sa vào nhiều thứ tệ nạn, thậm chí là ma túy. Sau bao thăng trầm, năm 2017, cơ hội một lần nữa đến với Việt Cường khi người đồng đội cũ Công Vinh chiêu mộ, tưởng chừng như sân thống nhất sẽ là mái nhà giúp Việt Cường tìm lại bình yên sau những tháng ngày giông bão, thì cầu thủ người Đồng Tháp lại đánh mất cơ hội của chính mình. Và ở vị trí của một người nắm quyền điều hành câu lạc bộ, Công Vinh buộc phải thanh lý hợp đồng với người đồng đội năm nào. Năm 2020, khi đã ở tuổi 35, Việt Cường đã phải làm lại từ đầu khi chuyển về khoác áo câu lạc bộ hạng nhì Vĩnh Long. Hiện tại, cuộc sống của Việt Cường cũng đã dần trở nên ổn định và hy vọng rằng anh sẽ thay đổi và thành công trong chặng đường còn lại của đời cầu thủ. Hậu vệ cánh Huỳnh Quang Thanh. Năm 2008, Quang Thanh và Việt Cường là một sự kết hợp hoàn hảo, tạo nên đôi cánh xuất sắc của đội tuyển Việt Nam. Tưởng chừng Quang Thanh sẽ có một cái kết đẹp để treo về giải nghệ, nhưng rồi sự cố bỏ trận của Long An trên sân Thống Nhất tại V-League 2017 kèm với án cấm thi đấu 2 năm bỗng khiến chương cuối trong sự nghiệp của Quang Thanh trở nên thật u ám. Sau khi được VFF giảm án, Quang Thanh thi đấu đầy nỗ lực trong màu áo Long An tại giải hạng nhất. Và ngày 5 tháng 10 năm 2018, hậu vệ huyền thoại của bóng đá Việt Nam ghi bàn thắng cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ vào lưới câu lạc bộ Bình Phước. Từ đây, Quang Thanh cũng chính thức giải nghệ. Hiện tại, Quang Thanh đang tham gia công tác đào tạo trẻ tại Học viện bóng đá C.V9 của cựu tiền đạo Lê Công Vinh. Tiền vệ Nguyễn Minh Phương. Nếu như Tuấn Anh giờ đây được ví như một nghệ sĩ đích thực trong thành phần đội tuyển Việt Nam bằng sự hào hoa phong nhã, thì cách đây hơn 10 năm về trước, Việt Nam cũng từng chứng kiến một đôi chân tài hoa phong nhã không kém, đó chính là Minh Phương. Sau khi lên ngôi vô địch cùng với đội tuyển Việt Nam vào năm 2008, 2 năm sau, Minh Phương trở thành cầu thủ của SHB Đà Nẵng. Năm 2012, với tấm bằng thủ quân, Minh Phương là nhân tố quan trọng trong chiến dịch vô địch V-League của SHB Đà Nẵng. Qua đó, Minh Phương trở thành cầu thủ duy nhất vô địch V-League với 3 câu lạc bộ khác nhau. Bản thân anh cũng giành giải cầu thủ xuất sắc nhất V-League mùa giải năm đó. Ngày 20 tháng 9 năm 2015, Minh Phương đá trận cuối cùng trong đời cầu thủ tại sân Chi Lăng ở vòng đấu cuối cùng của V-League. Hiện nay, anh đang làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu. Tiền vệ Phan Văn Tài Em. Năm 2008, Tài Em chính là đội trưởng và anh là một trong những cầu thủ quan trọng bậc nhất với Calisto. Với vai trò của một tiền vệ trung tâm, Tài Em quán xuyến cực kỳ tốt khu vực trung lộ và trở thành hạt nhân chính cho lối chơi phòng ngự phản công. Năm 2018, Tài Em bất ngờ dẫn dắt câu lạc bộ Sài Gòn khi huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắm chia tay. Mọi chuyện sau đó diễn ra không như mong đợi. Sau mùa giải 27 thi đấu ấn tượng, Sài Gòn bị hút máu hàng loạt khi những cái tên như Đình Trọng, Văn Đại, Patrick Cruz hay Marcelo Fernandes lần lượt rời đi. Sau 10 trận thua của đội chủ sân Thống Nhất, Tài Em cũng chia tay Sài Gòn. Hiện tại, cựu tiền vệ tuyển Việt Nam đang chuyên tâm để rèn giũa tài năng cầm sa bàn của mình và vẫn chưa biết bên đội tiếp theo của Tài Em sẽ là câu lạc bộ nào. Tiền vệ Nguyễn Vũ Phong. Tại AFF Cup 2008, Vũ Phong là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển Việt Nam. Tốc độ và sức đứng cực tốt, những cú sút xa không thể cản phá là những gì mà người hâm mộ nhớ tới chàng tiền vệ quê Vĩnh Long. V-League 2017, tuy đã ở tuổi 32, Vũ Phong vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình SHB Đà Nẵng. Năm 2018, tiền vệ sinh năm 85 chính thức giải nghệ, để lại trong tâm trí người hâm mộ những ấn tượng không thể nào phai về một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất bóng đá Việt Nam. Năm 2020, Vũ Phong quyết định tái xuất trong màu áo của Bình Phước khi đảm nhận một lúc hai cương vị, cầu thủ và công tác đào tạo trẻ. Đến nay, Vũ Phong vẫn dành nhiều thời gian để trau dồi kiến thức trên bàn ghế huấn luyện. Tiền vệ Phạm Thành Lương. Năm 2008, khi đó Thành Lương chỉ mới là một tài năng trẻ 20 tuổi nhưng đã chiếm được lòng tin của Calisto. Sau chiếc vô địch năm đó, Thành Lương tiếp tục gắn bó với đội tuyển quốc gia cho tới hết kỳ AFF Cup 2016. Anh chia tay đội tuyển để hoàn toàn tập trung cho sự nghiệp câu lạc bộ tại Hà Nội. Năm 2018, Thành Lương tiếp tục có vinh hạnh được nâng cao cúp vô địch V-League lần thứ 3. Hiện tại, Thành Lương đang tập trung cho công tác huấn luyện và trong thời gian tới chúng ta sẽ có cơ hội được nhìn thấy cựu tiền vệ này cầm sa bàn, hò hét chỉ đạo một câu lạc bộ nào đó. Tiền đạo Nguyễn Việt Thắng. Mặc dù giải đấu năm 2008, Việt Thắng chỉ ghi được một bàn nhưng không thể phủ nhận những gì mà tiền đạo này đã đóng góp cho lối chơi chung. Năm 2014, Việt Thắng giải nghệ và làm công tác huấn luyện tại PVF. Chính Việt Thắng là người tạo ảnh hưởng rất lớn lên tiền đạo Hà Đức Chinh. Hiện tại, Việt Thắng rất tích cực tham gia bình luận bóng đá trên các kênh truyền hình và làm trợ lý huấn luyện viên tại Đà Nẵng. Tiền đạo Lê Công Vinh. Nhắc đến Công Vinh thì ai trong số chúng ta dù yêu hay ghét cầu thủ này cũng phải công nhận anh chính là huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Sau AFF Cup 2016, Công Vinh giải nghệ và nắm quyền điều hành câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong những ngày vừa qua, thông tin về Công Vinh và Thủy Tiên liên tục xuất hiện trên khắp các mặt báo liên quan đến vấn đề từ thiện. Hiện tại, vụ việc này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và tiền đạo lừng danh một thời của bóng đá Việt Nam vẫn đang vô cùng bận rộn với những kế hoạch. Bên cạnh những ngôi sao mà chúng ta vừa nhắc đến, chúng ta cũng không thể nào quên anh lớn tuổi trong đội hình Lê Tấn Tài. Vừa qua, Tấn Tài cũng đã nói lời chia tay câu lạc bộ Hà Nội sau 2 năm gắn bó và vẫn chưa biết liệu Tấn Tài sẽ tiếp tục thi đấu nữa hay không, hay sẽ chuyển sang công tác huấn luyện như nhiều người đồng đội khác. Chúng ta cũng không thể nào không nhắc đến Nguyễn Quang Hải, chủ nhân của bàn thắng vàng trong trận bán kết với Singapore. Hiện tại, Quang Hải đang cùng với vợ mình bắt đầu sự nghiệp kinh doanh tại thành phố biển Nha Trang. Đội hình vô địch năm 2008 cũng có một gương mặt kỳ cựu, đó là Thạch Bảo Khanh. Hiện tại anh đang làm công tác đào tạo trẻ. Ngoài ra chúng ta còn có Phan Thanh Bình. Hiện tại anh đang hoạt động chủ yếu trong việc phân tích bóng đá và là khách mời quen thuộc trong những buổi bình luận bóng đá trên sóng truyền hình. Đã hơn 10 năm trôi qua, những khung cảnh đẹp ngày nào của những chiến binh rồng vàng năm 2008 sẽ mãi là những thứ còn đọng lại rất rõ nét trong tâm trí của những khán giả trung thành về bóng đá Việt Nam. Hy vọng những thước phim ngắn ngày hôm nay của Cảm sẽ giúp truyền thêm động lực và ý chí cùng bản lĩnh cho các cầu thủ Việt Nam sẽ nối bước các đàn anh năm 2008 thi đấu thật tốt trong chặng hành trình sắp tới trong công cuộc bảo vệ ngai vàng AFF Cup 2020.